Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, tôi hồi sinh nhờ ghép thận của một chàng trai trẻ. Ở tuổi 70, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương vẫn đi diễn, làm giám khảo nhiều chương trình về cải lương. Ông chia sẻ, đó là cách để trả ơn tổ nghiệp khán giả sau những dâu bể cuộc đời. 6 giờ sáng, hành lang của khoa tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đông đúc và chật trội. Những tiếng ồn ào bất ngờ dịu lại khi một người đàn ông chạc 70 tuổi cao lớn dáng đi khoan thai xuất hiện. Nhiều người ồ lên ngạc nhiên, nghệ sĩ Minh Vương kìa. Ôi, được gặp thần tượng ngoài đời rồi. Trên khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của nhiều bệnh nhân bất chợt ánh lên nụ cười hiếm hoi. Một người phụ nữ nhanh chóng nhường chỗ cho nghệ sĩ Minh Vương nhưng ông từ chối. Chị cứ ngồi đi, tôi đứng đây được rồi, nghệ sĩ cải lương đáp. Hồi sinh sau những lần chạy thận, cứ 2 tháng một lần, nghệ sĩ cải lương Minh Vương lại có mặt đều đặn ở khoa tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành làm các xét nghiệm và lấy thuốc. 7 năm sau khi được tiến hành ghép thận, sức khỏe của ông ngày càng tiến triển. Lở nụ cười hiền lành, ông nói, tôi hồi sinh nhờ thận trong một chàng trai trẻ và cảm thấy biết ơn cuộc đời lắm. Tôi may mắn vì vượt qua ải tử thần và thấy mình ngày càng khỏe hơn. Trong cơn xúc động, ông nhớ lại hành trình chữa chạy, chống lại căn bệnh nan y cách đây nhiều năm. Nghệ sĩ Minh Vương cho biết ông phát hiện bệnh vào năm 2012, sau nhiều lần bị ho, khó thở và nôn mửa khi đang biểu diễn trên sân khấu. Sau khi nhập viện, ông Hoàng Cải Lương phát hiện bệnh suy thận. Từ một người lạc quan vui vẻ, tôi suy sụp đổ khi biết và nghe bác sĩ nói về căn bệnh suy thận. Nhiều lúc nằm gác tay lên trán, tôi lại chảy nước mắt. Khi nghĩ về chặng đường sắp tới, gia đình tôi tìm mọi phương cách chạy chữa, nhưng bệnh ngày càng nặng, ông tâm sự. Khoảng thời gian sau đó, nghệ sĩ Minh Vương phải rời xa sân khấu, tạm biệt khán giả thời gian dài để chữa trị lại căn bệnh nhà giàu. Ông phải chạy thận đến đều đặn 3 lần trên tuần để kéo dài sự sống. Ở bên cạnh động viên và chăm sóc nam nghệ sĩ là Đỗ Thị Hồng, người vợ gắn bó với ông trong suốt 30 năm qua. Vì sức khỏe không tốt nên mỗi lần tái khám, bà Hồng hoặc người giúp việc sẽ đưa ông đến bệnh viện. Nỗi đau về bệnh tật không thấm tháp gì so với việc không được hát, không được cống hiến cho khán giả. Những ngày này nằm trên giường bệnh, tôi như kiệt quệ về tinh thần. Nỗi nhớ sân khấu luôn cồn cào, tôi chỉ biết làm hồi nhớ lại những bài vọng cổ mình từng ca, nghệ sĩ Minh Vương nói. Ở thời điểm bế tắc nhất, bất ngờ các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy gọi người nhà Minh Vương vào gấp vì có người đăng ký hiến thận. Đó là một chàng trai bị tai nạn chết não. Tôi cũng không biết tên biết mặt trong danh sách hàng nghìn người tôi đã may mắn phù hợp để ghép thận, ông chia sẻ. Bác sĩ Thái Kinh Luân, khoa tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, là người trực tiếp thăm khám và theo dõi tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Minh Vương từ sau ca ghép thận. Anh cho biết, vào năm 2012, nghệ sĩ Minh Vương bị suy thận từ đái tháo đường và được các giáo sư Trần Ngọc Sinh cùng phó giáo sư Trần Minh Sâm tiến hành ca ghép. Hiện nay sức khỏe nghệ sĩ Minh Vương đều ổn, chú uống thuốc đều đặn và thăm khám đầy đủ. Cách vài tháng chú phải đến viện để khám xét nghiệm về máu, nước tiểu và lấy thuốc chống thải ghép để uống hàng ngày. Ở đây ai cũng ngưỡng mộ giọng hát và quý mến nghệ sĩ Minh Vương, bác sĩ cho biết. Dù đau ốm cũng dáng đi xem Minh Vương ca. Biết nghệ sĩ Minh Vương về trường diễn trong chương trình sân khấu học đường, Quỳnh Như 17 tuổi đã hồi hộp từ mấy ngày trước. Nữ sinh tâm sự, nghệ sĩ cải lương 70 tuổi là thần tượng của bà ngoại và mẹ cô. Khi em còn nhỏ, mẹ đã ca nhiều bài vọng cổ của ông, trong khi các bạn khác mê nhạc trẻ, ca bóp thì không, em lại thích cải lương. Em nghiện những bài vọng cổ tân cổ của nghệ sĩ Minh Vương, thích nhất là bài Bánh Bông Lan ông hát chung với cô Lệ Thủy, Quỳnh Như chia sẻ. Đúng 7 giờ, nghệ sĩ cải lương Minh Vương xuất hiện trong tiếng vỗ tay của nhiều thầy cô, học sinh của trường Trung học Phổ thông Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay khi ông Hoàng Cải Lương cất tiếng ca đầu tiên của bài Nhớ Dáng Áo Dài Em, những khán giả trẻ ở dưới sân bỗng nhiên im lặng, họ chìm đắm trong những lời ca ngọt ngào, sâu lắng cất lên từ sâu trong trái tim của nghệ sĩ Hội Cạo. Đạo diễn Thanh Hiệp, thành viên ban tổ chức chương trình, cho biết ông rất lo lắng khi mời nghệ sĩ Minh Phương tham gia chương trình vì sợ nghệ sĩ 70 tuổi từ chối. Dù rất bận rộn với nhiều lịch diễn và sức khỏe có phần hạn chế, nhưng nghệ sĩ Minh Phương vẫn tỏ ra hào hứng và ủng hộ chương trình vì ý nghĩa nhân văn. Ông là người truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hướng đến việc giữ sự chuẩn mực của bài vọng cổ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hiệp chia sẻ. Hớt hải chạy theo nghệ sĩ Minh Phương sau buổi biểu diễn ở trường, Quỳnh Như lật đật cầm cuốn sổ xin chữ ký của ông. Niềm vui được gặp thần tượng hiện rõ trong mắt của cô nữ sinh. Bên cạnh cô, nhiều giáo viên và học sinh của ngôi trường cũng mừng rỡ khi được chụp hình và gặp gỡ người nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Khi nghe tin Minh Phương về ngôi trường gần nhà để biểu diễn, cụ Lan 75 tuổi cũng nhờ con gái dìu tới nghe nghệ sĩ cải lương. Xem Minh Phương biểu diễn trên TV nhiều rồi, nhưng lần này mới được gặp ngoài đời, nên dù đau ốm cũng ráng để đến đây. Với tôi không ai ca cải lương hay ngọt ngào ấm áp như Minh Phương, bà xúc động chia sẻ. Chặng đường gập ghềnh đến với danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, ghé thăm nhà nghệ sĩ Minh Phương. Ấn tượng đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là căn phòng nhỏ ấm áp được bày biện gọn gàng. Nơi đây được xem như một bảo tàng thu nhỏ của nghệ sĩ già. Trên tường, trong tủ, dưới chân cầu thang, chỗ nào cũng treo các hình ảnh của ông từ trẻ cho đến tới lúc về già. Nghệ sĩ Minh Phương vui vẻ chỉ vào bức hình lớn nằm giữa phòng khách và giới thiệu: đây chính là tấm ảnh mà tôi tự hào nhất, trân trọng nhất. Nó ghi nhận những thành quả trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Đó là tấm ảnh ông được vinh dự Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân hồi tháng 8 vừa qua. Để đạt được đến danh ca cao quý này, ông Hoàng Cải Lương đã trải qua 3 lần hy vọng và thất vọng. Đi qua những thăng trầm trong cuộc sống, hiện nghệ sĩ Minh Phương có cuộc sống hạnh phúc êm đềm bên người vợ thứ hai. Vào buổi sáng, ông có thói quen tập thể dục, đọc báo và chơi đùa cùng hai chú chó tên là Sassy và Sushi. Nghệ sĩ Minh Phương có thói quen sưu tầm những bài báo viết về ông trong nhiều năm qua. Có những tờ báo lâu đời đã ố vàng nhòe mực vẫn được ông cẩn thận in ra rồi treo lên tường. Những bức thư của độc giả khắp mọi lứa tuổi cũng được nghệ sĩ già lưu giữ ở một góc trang trọng như kỷ vật. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.